Dạ, công ty ngắm cảnh Việt Nam, Việt Nam Sightseeing xin kính chào quý khách. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn bộ mọi người. Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở trung tâm quận nhất Sài Gòn nha. Năm ngoái thì Nick có từng quay review chia sẻ là Nick đi cái xe buýt mui trần đó, là lên trên ngồi ngắm nhìn cảnh trung tâm thành phố rất là đẹp về đêm. Năm nay thì có nhiều sự thay đổi nè, ở bên quận 2 Thủ Thiêm thì bây giờ là ra một cái khu gọi là công viên bờ sông Sài Gòn thì quá đẹp. Qua đó thì đi water bus ngắm nhìn cảnh lại quận nhất thì tuyệt vời luôn. Nhiều người không nhận ra là Sài Gòn bây giờ quá lạ và quá đẹp. Và nhiều cô bác chị cũng có nhắn nhủ là ngoài waterbus thì còn cái bus là cái xe buýt mui trần này, hai tầng nè, đi dạo quanh ngắm cảnh thành phố về đêm cũng rất là đẹp nữa. Khi nào có dịp Nick đi quay chia sẻ luôn thì hôm nay đây Nick sẽ trải nghiệm lại cái xe buýt này và chia sẻ cho quý cô bác chị và các bạn cùng xem nha. Bây giờ mời cô bác chị và các bạn cùng theo chân với Nick, chúng ta trải nghiệm hành trình đi xe buýt mui trần dạo quanh thành phố, ngắm cảnh thành phố Sài Gòn về đêm nha. Đầu tiên đó là vấn đề nhiều cô bác anh chị hỏi là chỗ nào có thể mua vé đi xe buýt được. Thì bây giờ Nick sẽ hướng dẫn cho cô bác anh chị mình chỗ mua vé luôn nha. Trước tiên thì Nick sẽ thông báo là ở Sài Gòn có hai công ty chạy xe buýt này và có hai chỗ để đậu. Nhiều khi cùng gần với nhau cô bác anh chị mình rất là nhầm lẫn, không biết rõ như thế nào. Nhưng cái chỗ mà Nick sẽ đi á là bây giờ là Nick đang đứng ngay trước nhà thành phố nè. Còn bên kia đường đó, cô bác anh chị mình thấy á là dàn xe buýt đó đang đậu nè. Nhưng mà xuyên qua chỗ công viên mẹ bồng con đó, tí xíu nữa là tới cái chỗ vòng xoay cây liễu đó, bây giờ là bùng binh hoa sen, thì ngay chỗ đó lại có những cái xe buýt giống vậy luôn. Thì đó là cái tuyến xe buýt đi quận nhất và quận 3. Nhưng mà cái tuyến mà Nick chuẩn bị đi ở đây á là sẽ là đi quận nhất qua quận 4 và quận 2 luôn. Cho nên là bây giờ vấn đề thứ hai Nick sẽ hướng dẫn cô bác chị mình chỗ nào mua vé. Thì thật ra đối với cái công ty xe buýt này, Nick thấy là tới 3 chỗ mua vé luôn. Chỗ đầu tiên là ở đâu? Là chỗ này đây. Nick đang đứng ở chỗ nhà hát thành phố, thì bên trái của nhà hát thành phố là quầy bán vé. Đây, bây giờ Nick sẽ đi luôn tới chỗ quầy bán vé cho các bác chị mình thấy nha. Đó, bên kia là khách sạn Continental. Đó, ai muốn mua vé trực tiếp của quầy bán vé của công ty xe buýt này thì bây giờ theo với Nick đi tới chỗ số 1, điểm bán vé đầu tiên. Đây, cái điểm mua vé đầu tiên là ngay phòng vé luôn nha. Bây giờ nó tiếp cận gần. Trên đây có để cái bản đồ, sơ đồ là các tuyến điểm để đi nè. Vòng đó có vé ngày, vé 4 tiếng, vé 24 tiếng và vé 48 tiếng luôn. Nhưng mà mình đâu có cần đi cái này, mình đi cái vòng ngắm cảnh ban đêm chừng 45 phút thôi. Thì chắc là nó đây. Nhưng mà để Nick hỏi cái em nhân viên ở trong đây. Chào em. Dạ, chào anh. Anh muốn hỏi là cái tuyến mà mọi người đi ngắm cảnh ban đêm khoảng chừng 45-50 phút á. Dạ. Cái đó là mình sẽ đi những nơi nào hả em? Đây nè, anh thấy bản đồ là đường màu xanh á, bắt đầu từ nhà hát, qua phố đường Nguyễn Huệ, bến Nhà Rồng, cầu Khánh Hội, Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Ba Son, Hồ Con Rùa, nhà thờ Bưu Điện quay về đây. Ồ, như vậy là có quận nhất rồi quận rồi quận 3 rồi. Dạ. Vậy là sau đó qua quận 4 rồi về quận 2 rồi. Dạ. Trở về quận nhất. Đúng rồi. Ok, cảm ơn. Cái giá vé là bao nhiêu hả em? Dạ, người lớn là 145.000, trẻ em là 105, là 611 tuổi. Ok. Còn bé dưới 6 tuổi miễn phí. Dạ, người lớn. Dạ. Là 145, trẻ em là 105.000. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, tiếp theo điểm thứ hai mà cô bác anh chị có thể mua vé đó là văn phòng của công ty lữ hành du lịch Sài Gòn Tourist nằm tại số 102 đại lộ Nguyễn Huệ nha.
Dạ, bên em cũng có bán cái loại vé xe bus này. Mình có hai loại vé, loại vé đi hop on hop off thì nó có 4 giờ và 24 giờ. Và có cái loại là mình gọi là night bus, chỉ đi trong vòng 1 tiếng thôi. Và cái nếu mà mình đi trong 4 giờ hoặc 24 giờ đó thì nó sẽ có 10 cái điểm dừng. Ở đây là mình bắt đầu từ điểm số 1 là ngay tại văn phòng. À, mình sẽ có 9 điểm khác và sau đó xe sẽ quay lại đây. Còn nếu mà muốn đi ngắn á, mình có thể đi cái loại night bus thì chỉ cần giá thì chỉ có phân nửa thôi, và mình đi trong vòng 50 đến khoảng 55 phút sẽ quay lại điểm số 1 về. Thì cái loại giá vé đó là như thế nào? Giá vé nó chỉ có 145.000 thôi. Là đây phải không? Dạ, đúng. Và giá vé này ở đây với lại bên chỗ phòng vé bên kia như thế nào? Giá vé bằng nhau hết. Mình có thể mua ở đâu cũng được. Ok, vậy là đây là điểm thứ ba. Các bác chị mình có thể đến văn phòng trực tiếp của văn phòng Sài Gòn Tourist. Nếu mình đi ngang đây mình tới mua vé luôn, cũng giống y chang vậy luôn. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn nha. Tuy nhiên ở cái điểm thứ hai này thì có một số hạn chế, đó là văn phòng của công ty du lịch Sài Gòn Tourist chỉ mở ban ngày thôi, có nghĩa là trong giờ hành chính. Cô bác chị nào thuận tiện là đi đến đặt vé, đặt tour gì đó rồi sẵn muốn trải nghiệm cái xe buýt thì chúng ta mua vé luôn ở trong đó cũng được. Còn ban đêm thì đã đóng cửa rồi, cho nên là nó cũng hơi bị hạn chế một tí nha. Và bây giờ là chuyển qua cái điểm mua vé thứ ba, nó ở đâu? Mời cô bác chị mình cùng xem tiếp theo. Và điểm thứ ba chính là ngay chỗ xe buýt luôn. Đây là trạm xe buýt nè, ngay trước nhà thành phố luôn. Cô chú anh chị mình có thể là không cần tới cái trạm, cái chỗ quầy bán hồi nãy, cũng không cần tới chỗ Sài Gòn Tourist mua, mà chúng ta thấy trực tiếp chỗ này luôn. Liên hệ mấy bạn nhân viên ở đây và mua vé lên xe luôn nha mọi người. Bây giờ theo chúng mình đấy nha. Cho anh hai vé. Chuyến này còn chỗ mà phải không? Dạ còn. Ok, cho anh hai vé. Dạ rồi, thì vé là 145.000 một người ha. Mình đi 45 phút, giá vé thì bằng với bên kia luôn. Cũng y chang luôn hả? Dạ, bán tại điểm đây là y bên kia luôn. Dạ đúng rồi. Ok, vậy cô bán chị mình có thể đến trực tiếp với bạn nhân viên đó. Nếu mình không biết chỗ nào, tới đây luôn, mua và leo lên xe đi luôn nha. Dạ, em gửi vé ha. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ mời cô bán chị lên xe nha. Đây là tầng dưới của xe nha. Và xe thì tầng dưới ít ai chịu ngồi bởi vì đi ngắm cảnh mà. Đây là khoang kỹ thuật, không phần sự cắm vào. Bây giờ là lên tầng trên. Cũng đầy khách quá trời luôn. Bên kia đó, khách sạn Continental mà Nick vừa đứng ở bên kia là cái phòng vé mà Nick vừa quay nè. Đó, mình đó là phòng vé nha. Kế bên là nhà hát thành phố đây. Rồi, khách đông quá chừng luôn nè. Phía trước là tòa nhà Artex Sài Gòn, kiến trúc rất là đẹp, hài hòa với lại nhà hát thành phố. Và phía dưới là cửa hàng Louis Vuitton, luôn luôn vui vẻ, không biết có vui vẻ không hay vô đó là méo mặt luôn. Dạ, công ty ngắm cảnh Việt Nam, Việt Nam Sightseeing xin kính chào quý khách. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn bộ mọi người. Dạ, chuyến đi của mình sẽ kéo dài trong vòng 45 phút, khởi hành từ nhà hát lớn thành phố, đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Nhà Rồng, cầu Khánh Hội, bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, hồ Con Rùa, Diamond Plaza, nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố. Sau đó mình sẽ quay trở lại nhà hát lớn thành phố. Trong suốt chuyến đi, quý khách lưu ý vui lòng hạn chế di chuyển. Gia đình có trẻ nhỏ vui lòng chăm sóc cẩn thận giúp em. Quý khách vui lòng bỏ rác đúng nơi quy định. Em chúc quý khách có một chuyến đi thật là vui vẻ. Em xin cảm ơn. Thank you, cảm ơn. Ladies and gentlemen, welcome our guests to the night tour on double decker bus from City Sightseeing Saigon. Our trip will take about 45 minutes for the whole round. We start at the Opera House, then we go to Nguyễn Huệ Walking Street, Nhà Rồng, Trần Hưng Đạo Star Chùa, Khánh Hội Bridge. Hello. Ba Son Bridge, Turtle Lake, Notre Dame Cathedral. Finally, we come back to the Opera House. During the trip, please limit your movement
Take care of your children and non smoking, please. We hope you will have a nice trip. Thanks for choosing us. Thank you. Okay. Cái mic hơi bị lỗi tí nhưng không sao. Bây giờ chuyến đi đang được bắt đầu khởi hành rồi. Đây là từ trước nhà hát thành phố nha. Bữa tối nhà hát thành phố lên đèn rất là đẹp luôn. Có đèn chiếu lên sáng lung linh. Tuyệt vời. Cái chỗ này chắc mọi người cũng không xa lạ gì không ạ. Thì bây giờ cứ ngắm lại những cái di tích cổ, những chỗ điểm xưa của Sài Gòn ngày càng đẹp, được trùng tu lên đèn rất lung linh về đêm luôn. Ok, xe bắt đầu khởi hành rồi. Bây giờ bãi bay nhà hát thành phố, chúng ta đi bắt đầu đi dạo quanh trung tâm Sài Gòn để ngắm cảnh về đêm nhé. Bây giờ là xe đã chạy trên đường Đồng Khởi, ngày xưa là đường Catina, sau đó là đường Tự Do. Bên phải của anh chị và các bạn đây là khách sạn Bông Sen nha. Còn bên trái đây là cà phê Trung Nguyên, và dòng lại bên trái Gucci và khách sạn Sheraton 5 sao. Cà phê Trung Nguyên, một thương hiệu hàng đầu về cà phê Việt Nam. Và đường Đồng Khởi này, nhiều cửa hàng đã mở buôn bán rồi, không có phải là đóng cửa đâu. Và khách sạn Hương Sen, khách sạn 3 sao nè, ngay trung tâm. Khách sạn Hương Sen này ngày xưa là giá cũng mềm 45-50 đô, bây giờ là không còn giá rẻ đâu, cũng phải 70-80 đô trở lên nha. Thôi, đằng kia là Satra Đồng Khởi, tòa nhà Satra, phía dưới là thương hiệu Lacoste, áo cả sấu rất là nổi tiếng rồi. Còn bên đây là Vietnam House 3 tầng, đây là nhà hàng chuyên về món Việt Nam, được xem là nhà hàng 5 sao rất là đắt nha mọi người. Thật ra cũng phải đắt nhưng mà rất là sang. Thôi, bây giờ vẹo vô cái đường này là Mạc Thị Bưởi, bên trái là cà phê Catina. Thôi, chỗ góc này có một cái hẻm, bên trong là có Lạc Thái nè, rồi Bistro, rồi Rocks, rồi nhiều cửa hàng, hàng quán khác nữa nè. Ở đây có Buttery, rồi Sâm Ngọc Linh, Sugar, cái gì đây? Khách sạn này là khách sạn Palace. Còn trước mặt thôi là đường Đồng Khởi rồi, và tòa nhà Sun World, trung tâm Sài Gòn. Đà Lầu Nguyễn Huệ, phố đi bộ, và nhộn nhịp, đông vui lắm. Ngày hôm nay là ngày bình thường trong tuần thôi mà vẫn đông vui như mọi ngày. Cuối tuần thì có thể đông hơn nữa. Các dịp lễ hội thì mọi người tập trung ở Đại lộ Nguyễn Huệ này, với cái phố đi bộ rất là đông. Còn bên phải của bán chị mình đây, khách sạn Oscar, ngay vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ, rất là thuận tiện luôn. Chào cà phê nhà hàng Ý nè, bên tay phải đây. Rồi kế bên là nhà hàng Phượng Hoàng, rồi Hay Circle, cửa hàng thuận tiện 24 giờ, rồi Mây Cha trà, trà sữa, rồi nhiều cái qua nói không kịp luôn. Sky John Beer Garden nè, lên trên đó, xuống ở trên lầu trên cùng đó là nhạc sập sình luôn, ở trên đó là quán bar, cuối tuần là có ban nhạc sống chơi nữa, rất là đã, rất là chill luôn nha. Bây giờ vòng lại trước nhà thành phố, nhưng mà bên này là bên công viên, hồi xưa là mẹ bồng con, nhưng mà đây là công ty xe buýt khác, Hop On Hop Off nè mọi người. Như Nick có nói khi nãy nha, đó là công ty khác. Rồi bây giờ đi dọc theo đại lộ Nguyễn Huệ, phía trước mặt của bác anh chị và các bạn đó là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái này ngày xưa là City Hall, tòa đô chính. Theo Nick biết là bên Sài Gòn Tourist có chương trình Romka chiều thứ bảy đó, sẽ bán vào ngày 25 tháng 5 này, là được vào tham quan trong tòa nhà này luôn. Rất ít cơ hội được vào tòa nhà này tham quan, nên các bác anh chị mình có đi vào ngày 25 tháng 5 này tại Sài Gòn Tourist đó, mua cái chương trình đó là sẽ được vào đây tham quan nha. Hiếm có cơ hội lắm, nên đi ngày đó đi, Nick thấy là bán gần hết chỗ rồi, tranh thủ lên nha. Bởi vì có 30 mấy chỗ thôi đó, cơ hội hiếm hoi để được vào. Thì vé ngày đó là được vào tham quan, rồi đi waterbus xong, rồi đi ăn buffet ở trên chỗ mà Nick có review đó là buffet chỗ khu du lịch Bình Quế luôn. Và giá vé rất là rẻ, có 799.000 một người, bao gồm tất cả luôn đó mọi người ơi. Dạ nha. Còn bây giờ tiếp tục hành trình thôi. Khách sạn Red, khách sạn 4 sao được nâng lên, khách sạn 5 sao nằm ngay vị trí trung tâm của Sài Gòn luôn. Bên phải đó là một số thương hiệu nổi tiếng của thế giới nằm ở dưới tầng đất, mặt đất của khách sạn Red nè. Thương hiệu Chanel của Pháp rất nổi tiếng. Ôi, ở đây có thể nhìn xuống khung cảnh của đại lộ Nguyễn Huệ nè,
tòa nhà Sun World, tòa nhà Times Square, rồi bên kia khách sạn Sheraton, khách sạn Caravel, nguyên khu vực trung tâm của Sài Gòn. À, buổi tối lên đèn lung linh quá đẹp. Rồi những cái cây gọi là cây hoa sứ, là hoa sứ màu trắng. À, bây giờ có hoa đi thoang thoảng mùi hương đi chạy ngang. Wow. Đó và thích. Đài phun nước hoa sen ngày xưa là bùng binh cái liễu nè. Nhìn lại nhà hát thành phố bên kia. Bây giờ tới đại lộ Nguyễn Huệ trở lại rồi, đi lại lời đường bên này. À, khách ai cũng háo hức, ai cũng muốn ngắm cảnh mà buổi tối mát mẻ quá, lên trên này xe chạy nữa gió thổi mát mẻ nên là ai cũng đưa máy, ai cũng muốn chụp hình, ai cũng quay phim ghi lại khung cảnh này. Ơi Kim Đô, khách sạn Royal Hotel nè, ngay chúng ta muộn nhất luôn, khách sạn 4 sao rất là tiện lợi. Rồi bò Âu Lạc Brazil chuẩn bị khai trương. Bojo Sushi Tây McDonald's. À. Còn đại lộ Nguyễn Huệ phố đi bộ này dường như không ngủ. Và bên kia là nguyên cái chung cư về cà phê mà Nick đã từng lên đó uống và quay review rồi. À, buổi tối lên đèn là lung linh, tất cả những quán cà phê tập trung ở trên chung cư này. Bây giờ rất là nổi tiếng, báo của Mỹ cũng đưa thông tin về cái khu chung cư cũ của Sài Gòn mà lên thành là các quán cà phê luôn nè. À, khách nước ngoài đến đây tò mò tìm hiểu lắm. Rồi bên phải vừa đi ngang qua Starbucks cà phê, rồi Beer the Gans, rồi một số thương hiệu và sake, quán quán nhiệt và khách sạn Prince, khách sạn Hoàng Tử, trung tâm Sài Gòn. À, khách sạn 4 sao cũng rất là tiện lợi nha. Và Amigo Steakhouse từ năm 1998, bò ở đó là phải cũng cả triệu bạc một người nha, tối thiểu vô ăn ở trong đó nhưng mà rất là ngon. Bò Hữu Nghị, nhà hàng Hữu Nghị, rồi cà phê Say, Circle K nữa, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ rất thuận tiện luôn. Rồi kế bên là Baba Kitchen, cái này là thương hiệu của Hàn Quốc nha. À, mới mở vài năm gần đây thì Úc Trà, Úc Đào, rồi Phúc Long cà phê. À, đằng kia là tòa nhà Bitexco 68 tầng. À, xây cái chỗ mà chỗ cho trực thăng đáp mà từ lúc xây từ lúc hoàn thành tới bây giờ chưa có chiếc trực thăng nào tới đáp hết trơn. Rồi đường Hải Triều với lại phở Hà với phở Son mà bữa Nick đã có review rồi. Rồi ra tới đây là tới sông Sài Gòn rồi. Wow, gió ngoài sông lồng lồng thổi mát luôn. Hàng cột cờ của các nước ASEAN, trong đó Việt Nam là một trong những thành viên của các nước. À, tung bơi phát phới trong gió nha, sông Sài Gòn về đêm. Đây là lộ tôm nước thắng nè. À, đằng kia là khách sạn Majestic. Rồi bến Bạch Đằng, bên kia là công viên bờ sông Thủ Thiêm quận 2. À, những tòa nhà mới rất là đẹp và sang chảnh nằm bên kia bờ sông thuộc quận 2, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Thôi bây giờ bắt đầu đi qua cầu Khánh Hội qua quận 4. Ở đây là cột cờ Thủ Ngữ nằm ở góc bờ sông Sài Gòn. Phía ngoài kia là những chiếc tàu du thuyền, đó là những cái nhà hàng nổi trên sông nè, đang khởi hành chạy trên sông Sài Gòn. Có dịp cô bác chị mình đi trải nghiệm nhà ăn tối trên đó, ngắm cảnh Sài Gòn vào đêm rất là hay. Rồi bến Nhà Rồng, à, một cái di tích của tại trung tâm thành phố thuộc quận 4 bây giờ. Rồi bên đây là con kênh. À, con kênh chạy ngang quận 4 nè, và bên phải là quận nhất, còn bên trái là thuộc quận 4 rồi, với các chung cư, nhà cao tầng, các căn hộ hạng sang nằm ở dãy bên bến Vân Đồn quận 4 nè. Còn ngay trước mặt đây là trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Luật nằm tại vị trí trung tâm ở quận 4 nhé. Bây giờ xuống đường Nguyễn Tất Thành rồi, đây là đường cảng, phía kia là đường cảng, rồi xích dưới đó là một cái bồn chứa nước ngày xưa còn để lại mấy năm trước là định phá dỡ bỏ đi, nhưng mà cái cấu trúc của cái hồ chứa nước này, cái đài chứa nước này nó quá kiên cố cho nên là tạm thời chưa phá bỏ, vẫn để lại. Ừ.
Ở đây cà phê Phúc Long nữa nè, rất là khang trang, rất là đẹp. Bây giờ đi vào đường Đoàn Như Hài. Ở đây là Ủy ban Nhân dân quận 4. Đường Đoàn Như Hài này nếu mà chạy thẳng lên một tí nữa vào cái hẻm phía trước mặt thôi, đó là có một cái chỗ bán ăn sáng rất là tuyệt vời, đó là chỗ bánh mì pate, bánh mì bít tết, bít tết đó, của cái quán nick quên cái tên rồi, rất là nổi tiếng nha, chỉ bán buổi sáng thôi. Mà nick cũng đã từng quay review trong đó, tự nhiên bây giờ không nhớ cái tên bất thình lình, không nhớ cái tên là bò steak ở đó. Ai cũng thấy sáng lúc nào cũng đông, bán tới 10 giờ sáng là hết rồi. Rồi Phở Thìn Bai Son ở đây có một chỗ nữa nè, đường Nguyễn Trường Tộ số 45 Nguyễn Trường Tộ nha. Cơm gà Hải Nam Singapore, rồi phở hồng, rồi Win cà phê, rồi phở Huy, phở bò, phở Huy 67. Rồi phía sau lưng cái tòa nhà này, tòa nhà Đinh Lễ, đó là chợ Xóm Chiếu thuộc quận 4 rồi. Chợ Xóm Chiếu quận 4 nằm phía sau đó. Bây giờ là đường Hoàng Diệu rồi. Ở đây có một số cái quán hủ tiếu nè, quán phở, bán cà phê, cà phê em này cũng rất là ok nè. Và một số cái phòng của nhà hàng ở đây có hủ tiếu mì chú xè, nếu cũng hay ăn cái đó, cũng khá là ok nha. Góc này đã từng có chỗ là mì vịt tiệm rất nổi tiếng quận 4, nhưng mà trong đợt dịch đó hình như là gia đình có sự cố cho nên là sau dịch không thấy bán lại. Bây giờ chỉ thấy một cái tiệm gà, tiệm thuốc bắc ở đây thôi. Rồi ngay chỗ này bây giờ nhìn lại cái đài chứa nước hồi trước nè, rất cao, rất to, rất bự luôn, nằm ở ngay cảng quận 4, cảng Nhà Rồng. Đây, đường Hoàng Diệu thì có cái hàng cây hoa giấy rất là đẹp, có nhiều mùa ra hoa lắm, và Tết cũng ra hoa, và mùa mấy tuần trước ra đầy hoa trên cây, nguyên cái hàng đó rất là đẹp. Bây giờ dòng trở lại cầu Khánh Hội, đi qua quận Nhất để đi ngang bến Nhà Rồng và đi ngang bến Bạch Đằng. Rồi phía trước là tòa nhà Viteco 68 tầng và một cái tòa nhà hơi bị tối rồi, đã tắt đèn. Đó là do tòa nhà M1, tòa nhà này đã được bà Trương Mỹ Lan mua lại để xây dựng, bởi vì nó đã đóng băng nhiều năm. Nhưng mà khi mà bà cho lắp kiến lên đèn chiếu sáng đẹp được một thời gian ngắn thôi, thì bây giờ tòa nhà này lại đóng cửa rồi im ru luôn, bởi vì bà Lan đã bị bắt rồi, và có lẽ tòa nhà này tiếp tục nằm đó chờ cho đến lúc mà người khác mua để làm lại thì sẽ còn rất là lâu thôi. Rất uổng cho cái tòa nhà này, kiến trúc rất là đẹp, ngay vị trí trung tâm luôn, nhưng đã gặp rất nhiều sự cố và đóng băng liên tục, sống lại rồi lại chết tiếp tục rồi. Bây giờ lên cầu Khánh Hội trở lại mọi người ơi. Ngắm lại trung tâm thành phố nè, sông Sài Gòn. Hôm nay nước dưới sông là hơi rồng nha, cũng hơi ít nước, nhưng mà không sao, nước thủy triều xuống mà. J'ai la tête comme un manège, et tout ce que je vois ressemble à un rêve. Cette chanson, elle mérite bien ton nom. Saigon la plage, Saigon life, Saigon life. Bây giờ đi ngang trở lại bến Bạch Đằng rồi. Chỗ này thì bây giờ có bến Bạch Đằng là bến tàu
Waterbus đó, Nick đã từng quay review rồi. Bây giờ qua quận 2 rất là tiện lợi luôn. Các anh chị mình không cần phải đi xe, không cần đi taxi, không cần phải chạy xe gì qua bển hết. Ra bến Bạch Đằng là mua vé đi qua bên kia chơi. À, chơi mệt rồi mua vé đi trở về, 15.000 một lượt vé thôi. Nick đã từng quay review rồi. Bên đó bây giờ rất là đẹp nha. Và có nhiều cái hoạt động vui chơi, có lô tô, là có chỗ cà phê, có chỗ ăn uống. À, thoáng, thông thoáng, dễ chịu. Cho nên là bên đó bây giờ cũng thu hút rất là đông người. Mà mọi người có lẽ là không cần tập trung nhiều về trung tâm quận nhất Sài Gòn nữa. Không cần phải ra để lộ Nguyễn Huệ đông quá mà qua bên kia chơi, chia bớt lượng người qua đó. À, bây giờ rất là thoải mái luôn. Rồi, khách sạn Majestic và đường Đồng Khởi, Cantina, đường Tự Do ngày xưa đây. Ở đây là cà phê Ru Nam. Nhà hàng cà phê này rất sang luôn nhé. Rồi, khách sạn Riverside, khách sạn này tòa nhà cũ. Rồi kế bên là Liberty Central, cái này là khách sạn 4 sao Liberty Central. Rồi khách sạn Renaissance, họ cao và nhiều phòng, khách sạn 5 sao. Rồi, bến Bạch Đằng, cỏ xanh, buổi tối nhiều người đi dạo đây lắm, bến tàu Bạch Đằng. Rồi, tượng thức Đức Thánh Trần đây nè. Wow, khu này bây giờ nhìn rất là sang đẹp, mọi người nhìn không ra luôn đó. Với tòa nhà của ngân hàng Vietcombank nè, như giống giống cái tòa nhà Empire State bên New York, Mỹ. Và cái bên là khách sạn Hilton, tên đèn LED, khách sạn mới gần đây rất là đẹp. À, rồi tòa nhà Marineford, Times Square, Renaissance, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nói chung là khung cảnh trung tâm Sài Gòn, nhiều cô bác lâu năm không về sẽ không nhận ra được là Sài Gòn đẹp lung linh như vậy. Ở đây có hai quán cà phê sát nhau, cà phê Mê Trang và cà phê trứng này rất là nổi tiếng luôn nha. Mọi người ngồi tràn ra ngoài lề đường dưới mặt đất luôn. Rồi, hướng trước mặt đó là xe sẽ đi hướng nào đây? Không lên cầu, nếu mà lên cầu là qua cầu Thủ Thiêm 2, bây giờ là cầu Ba Son đó mọi người. Nhưng có lẽ là chưa có lên cầu này đâu, chút nữa mới lên. Nhìn qua kia sông á, bên công viên bờ sông Sài Gòn đẹp lắm, Nick đã quay mấy lần rồi. Gần đây nhất là lễ hội bánh dân gian ở bên đó nha. Rồi, tòa nhà Landmark đằng xa kia lấp lánh luôn. Tòa nhà Landmark 81, cái tháp cao nhọn màu tím đỏ, buổi tối lên đèn thì lung linh nha. Ở đây là khách sạn 5 sao Le Meridien. Còn bên trong đó là cái khu cà phê mới sau này rất là đông bạn trẻ mà Nick đã từng quay nhiều tháng trước. Đó, buổi tối đông lắm luôn. Mà Nick từng ngồi dưới mưa đó. Che dù ngồi dưới mưa uống cà phê không đó. À, ngay cái góc đó thôi, cái bảng quảng cáo đó, vô đó là mấy quán cà phê ngồi trang với mặt đường luôn. Catina, Matispacio, rồi cà phê Chusin, rồi nhiều cà phê khác nữa. Đó, cà phê Mê Trang đó nữa nè. À, còn đây là lối lên hướng của cầu Ba Son nha. Bên đây xưởng Ba Son bây giờ là những cái chung cư cao cấp đang mọc ra lên là đang xây. Có một số đã hoàn thành rồi, biết thấy xây rất là nhanh luôn. Bây giờ xe quẹo qua đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ở bên trái có một bức tường được vẽ trang trí rất là đẹp, bên trong là như là trường học thì phải. Đúng rồi, trường tiểu học Sapa. Đây là khu căn hộ cao cấp của Marriott, là thương hiệu Marriott.
này là chỗ này Nick cũng đã từng quay vào ban ngày khi mà Nick trải nghiệm cái xe buýt miễn phí của Vingroup. Mới vừa nói là đã thấy cái xe buýt này rồi, buổi tối vẫn chạy nha mọi người, tới 10 giờ đêm là xe buýt ký hiệu là GRB3 nè, Vinhome Rampart. Xe đó là chạy miễn phí từ quận Nhất ra tới quận 9 Thủ Đức và từ quận 9 Thủ Đức trở về trung tâm quận Nhất Sài Gòn luôn, hoàn toàn miễn phí. Thế có quay vài video clip đó rồi, của anh chị mình vào xem lại trong đó nha. Bàn giao tòa căn hộ hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Cái này của Marriott, thương hiệu này đương nhiên là đưa vào thương hiệu này nó phải là đúng chuẩn rồi. Chuyển căn hộ này đã xong rồi, có người ở rồi nè. Cái này là thuộc quận Nhất nha, quá là sang chảnh luôn nè. Còn bên kia tòa nhà Landmark, Nick đã quay review liên tục nhiều video clip rồi, trong đó có một số video clip cùng chia sẻ về cho thuê căn hộ với bạn Hiếu nè. Nguyên cụm của Landmark nó rất là nhiều tòa nhà. Tòa nhà ở giữa cao nhất là Landmark 81. Đi hướng này có thể là tí nữa xe sẽ qua cầu Thủ Thiêm 1 đó, nó liền quận Bình Thạnh với lại quận 2 và bây giờ bên kia quận 2 gọi là thành phố Thủ Đức. Hướng này sẽ thấy được cái khu Landmark rất là rõ luôn. Dừng đèn đỏ xong rồi bây giờ tiếp tục hành trình đây. Nếu mà đi ban ngày thì nhìn cái khung cảnh này rất là hiện đại, rất là đẹp nha. Thật sự mà nói là nhiều cô bác lâu năm không về sẽ rất là ngỡ ngàng khi nhìn khung cảnh Sài Gòn, đặc biệt là khu vực ở bên quận Bình Thạnh này gần với khu vực Landmark 81 đó. Khang trang đẹp như nhìn như là ở bên Singapore là nước nào đó chứ không phải là ở Sài Gòn Việt Nam đâu. Ê, bây giờ là quá đẹp luôn nè. Landmark 81 lung linh lung linh. Đây, nhìn lại tòa nhà Landmark. Sự là rất đẹp, ngỡ ngàng luôn nha. Rồi đây là vòng xoay lên cầu, chuẩn bị lên cầu cầu Thủ Thiêm rồi. Đây, vẹo lên cầu Thủ Thiêm và khu này là Sun World Pearl, cũng mới hoàn thành gần đây thôi, mấy cái chung cư cao cấp này. Tòa nhà Him Lam, sân tập golf Him Lam thuộc khu vực Ba Son ngày xưa. Đây, nhìn lại trung tâm Sài Gòn, wow. Nick đang đi qua cầu Thủ Thiêm nha, đằng kia là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 2 đó, chỗ đó mà lên đèn nữa là sẽ rất tuyệt vời luôn á. Những chung cư cao cấp mới mọc lên ở quận Nhất. Còn bên đây cũng đẹp luôn nè, wow luôn. Nhìn lại khu Sài Gòn Pearl và Landmark 81, quá tuyệt diệu luôn. Tối là gió mạnh mát rượi luôn mọi người. Bên
đến quận 2 này thì nhìn xa xa sẽ thấy là Thi Somo và siêu thị E-Mart mà Nick đã từng quay review rồi. Khu đó là khu đô thị Sala, cũng rất là đẹp và sang chảnh lắm nha. Buổi tối vô khu đó lên đèn, đi dạo quanh là rất là tuyệt vời đó. Còn bây giờ là khu vực này còn một số khoảnh đất trống ở bên quận 2 với rất là nhiều dự án mà chưa là xây dựng kịp. Rồi ngay chỗ này là gần với lại cánh đồng trống này mà mấy hôm trước là Nick có quay rồi, buổi chiều tối là mọi người ra thả diều nè. Ở buổi chiều là trời mát ra thả diều rất là đông luôn. Và bây giờ buổi tối, bây giờ gần 9 giờ đêm rồi, Nick vẫn thấy có diều bay, ăn diều lên đèn. À, một chú mực đang bay đây nè, để Nick zoom lại gần cho mọi người xem. Wow, à, chuyển đổi màu đỏ, màu hồng, màu xanh. Mà chú diều, một chú diều thôi, buổi tối vẫn còn người chơi. Cái đường này vô chỗ mà thả diều đây. Rồi, biết nghĩ là theo cung đường này xe sẽ vòng qua đường Tố Hữu để đi lên cầu cầu Ba Son, ngày trước gọi là cầu Thủ Thiêm 2 đó. Chỗ này thì có vị trí nhìn vào hướng trung tâm của quận nhất lại càng đẹp nữa. Và nếu mà đi xe hai bánh chạy lên tí xíu quẹo phải là vô bãi gửi xe của công viên bờ sông Sài Gòn, mọi người hay hỏi đó nha. Rất là dễ thôi, từ bên quận nhất chạy qua cầu Ba Son này xuống hết đường là về phải, vô về phải tí nữa là tới bãi gửi xe để vào công viên bờ sông Sài Gòn nằm bên bờ Thủ Thiêm quận 2. Bây giờ là thành phố Thủ Đức, những cái chung cư cao cấp mới mọc ra và mấy cái tòa nhà văn phòng ở đây nè, rất là sang chảnh luôn. Ở đây người ta hay gọi là view triệu đô, những căn hộ bên đây rất là đắt tiền nha. Bởi vì nhìn qua trung tâm quận nhất là rất là đẹp. Và những căn hộ này là ngay vị trí này nhìn xem pháo bông rất là tuyệt vời. Cứ mỗi dịp mà trung tâm Sài Gòn có pháo bông đó, là ở trên mấy căn hộ này không cần phải đi đâu hết, nhìn xuống là thấy rồi. Pháo bông mắng là vị trí này nhìn được hết. Thôi, cà phê lề đường, quán cóc lề đường. Và xe chuẩn bị lên cầu Ba Son rồi. Đây, cây cầu này Nick mong muốn cũng như là rất là nhiều người mong là cầu lên đèn để chiếu sáng, nó sẽ lung linh về đêm, tạo điểm nhấn, tạo một cái nét mới cho Sài Gòn. Rất tiếc là cầu vẫn chưa có chiếu sáng đèn, nếu không thì sẽ đẹp lắm luôn. Và bên đây công viên bờ sông Sài Gòn nè, chỗ lô tô Hương Nam mà Nick hay review quay, bây giờ vẫn đang đi đông, khách rất là đông trong đó luôn. Rồi những cái quầy bán quần áo, đồ ăn, chuẩn bị xây thêm một cái dôm nữa kìa. Rồi cái nhà hàng Om là Nick mới quay review gần đây đó, cái dôm dưới đây thôi, rất là đẹp. Và nhìn bên kia quận nhất đó, wow, tuyệt diệu luôn kìa. Wow, nhìn cái view này không thể nào mà rời mắt được luôn, quá tuyệt vời. Còn cầu đây, cầu Ba Son nè. Còn cái đỉnh cầu là dây văng nè, quá tuyệt. Nhìn lại bờ sông Sài Gòn ở bên bến Bạch Đằng, trung tâm quận nhất. Rất là đẹp luôn. Mỗi lần đi ngang nhiều khi là lên cây cầu này dừng đứng ngắm cảnh thôi. Đi xe hai bánh đó, lên đó rồi. Mặc dù là bị cấm nhưng mà Nick thấy là không sao, lâu lâu là mấy anh giao thông mới lên là đuổi đi thôi. Chứ còn bình thường mọi người cứ chạy xe hai bánh lên, đậu trên lề đó ngắm cảnh vào trung tâm buồn nhất, tuyệt diệu lắm. Buổi tối mát mẻ, rảnh rảnh là lái xe lên đứng đó ngắm cảnh, quá tuyệt diệu luôn mọi người. Bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình nha, để coi xe đi hướng này là chắc là xuống, đây là đường Đinh Tiên Hoàng rồi, xuống đó chắc là lắc đi qua quận 3, bên
Có nghĩa là theo hướng này là tí sẽ vòng qua Diamond Plaza và sẽ tới Hồ Con Rùa. Chỗ này Nick có thấy tòa nhà của Miss Áo Dài. Rồi tòa nhà VFC. Rồi tòa nhà 33 tầng. Tòa nhà này ra đời rất là sớm nha. Tao buổi tối không thấy lên đèn ta, chắc là cửa sổ đóng, văn phòng nghỉ đi về hết rồi. À, thấy tối thui thôi. Đây, tòa nhà này ra đời rất là sớm, mấy chục năm rồi. 33 tầng, ngày xưa mà nói đến tòa nhà 33 tầng ai cũng biết. Đó, tòa nhà trung tâm thương mại Sài Gòn, Sài Gòn Trade Center. Ở đây là ngã tư của đường Đinh Tiên Hoàng và đại lộ Lê Duẩn. Ngày xưa là đại lộ Thống Nhất. Bây giờ đi trên con đường này sẽ đi ngang là khách sạn Sofitel 5 sao. Ở bên trái, ai thích yên tĩnh, yên lặng thì có thể ở khách sạn này. Sang đẹp và yên tĩnh nha. Nhưng mà đi bộ thì đi chơi thì không thuận tiện lắm. Và kế bên đó là một cái tòa nhà mới mọc lên. Đây là chắc là văn phòng cho thuê rồi, rất là sáng đèn luôn nè. Mới xong thôi, tòa nhà 23 Lê Duẩn, Techcombank đã thuê văn phòng ở trong đó rồi. Và kế bên nữa đó là tòa nhà của Hội đồng Anh. Đây, Hội đồng Anh đặt trong cái văn phòng ở đây. Còn bên phải, cà phê Highland. Wow, cà phê Highland này có mặt khắp nơi và vị trí tốt không ạ? Trang trí rất là đẹp. Và kế bên là nhà hàng sushi và sake của Nhật. Rồi tiếp tục con đường này bên tay trái của anh chị mình sẽ thấy là phòng vé của Singapore Airlines đây, trong cái tòa nhà ở bên tay trái đây. Đây, tòa nhà này có tên là Sài Gòn Tower nha. Còn bên phải là ngày xưa trước 75 đó là tòa đại sứ Mỹ, bây giờ là lãnh sự quán Mỹ đây. Chỉ là một cái khu vực thấp thôi, không xây tòa nhà cao tầng nữa, một tầng ở dưới đất thôi. Và kế bên luôn đó là lãnh sự quán Pháp. Lãnh sự quán Pháp thì ba mặt tiền là Hai Bà Trưng, Lê Duẩn và Nguyễn Thị Minh Khai. Bên trong là những cây cổ thụ dày đặc ở bên trong lãnh sự quán Pháp luôn. Mùa hè tới rồi, buổi tối nghe ve kêu quá trời. Lãnh sự quán Pháp là một cái tòa nhà cổ rất là đẹp bên trong nha, nhưng mà luôn luôn đóng kín cửa. Rồi, trước mặt là Diamond Plaza, bây giờ có cái trung tâm thương mại đã làm mới lại, rất là đẹp, luôn luôn sáng đèn và luôn luôn có những cái kiểu trang trí thay đổi liên tục. Thời dịp Tết là trang trí là khung cảnh Tết ta, Tết Tây cũng đẹp, rồi sau đó Tết ta và sau đó bây giờ qua mùa khác thì cũng trang trí. Em thấy là đặt cái chú gấu rất là bự, mọi người có thể đi ngang là rất là thích đứng lại chụp hình. Đây, chú gấu và mấy chú gấu con nhỏ nhỏ phía dưới nữa nè. Diamond Plaza. Bây giờ là Lotte Department Store. Trung tâm này là Lotte đã mua và lại rồi. Ngay chỗ này là phía sau của nhà thờ Đức Bà đang trùng tu rất là lâu chưa xong. Bưu điện thành phố đằng kia bên trái thôi. Rồi bây giờ là quẹo vào đường Phạm Ngọc Thạch. Nếu không nhớ ngày xưa là đường gì, hình như là đường Duy Tân thì phải. Đây, Diamond Plaza sáng đèn rất là đẹp nè. Cà phê Highland nữa cũng đầy khách luôn nè. Rồi kế bên đó là nhà văn hóa thanh niên với rất là nhiều sự kiện tổ chức như đây nha. Nhất là dịp Tết là
lễ hội hoa mai vàng ở trong đây nè. Còn ngày bình thường không có sự kiện thì hơi yên ắng, chỉ là các hoạt động thường ngày thôi. Nhưng mà có cái quán cà phê đèn dầu, cà phê ngay trước của nhà văn hóa thanh niên nè, đông bạn trẻ ngồi đó lắm. Thôi đằng kia là khách sạn Art nè, khách sạn 5 sao đó, nhiều khách thích ở vị trí này nè. Rồi sắp tới hồ con rùa, đây là qua tới đây thuộc khu vực quận 3 rồi. Ở đây có một cái quán bar, quán pub rồi rất sôi động luôn. Quán bar bia, hồ con rùa đây. À, một cái chỗ di tích à, có ý nghĩa lịch sử rất là lớn nha, ở tại Sài Gòn, hồ con rùa. Đây một cái kim chỉ nam, một cái kim đâm từ trên trời xuống để trấn phong thủy, trấn đuôi rồng đây. Bây giờ rất là nhiều người vẫn thích ra đây thư giãn vào buổi tối, uống nước, tán gẫu cùng bạn bè. Xung quanh đây thì rất là nhiều quán cà phê. Chỗ này là Nick cũng đã từng tới quay mà ngồi góc quán cà phê bên kia thôi. Anh nhìn xuống khung cảnh này rất là đẹp, thanh bình dễ chịu vô cùng luôn. Đây cái quán bar Budweiser Beer Garden này, Edom Isel ở trong đó, không gian mở, ai uống bia muốn nhảy nhót thì theo nhạc đó mà nhảy nhót thôi. À, rồi kế bên là nhà hàng phố 79. Đây nhà hàng này cũng rất là sang, rất là đắt nha. Đây thuộc loại doanh nhân, người có tiền vào ăn trong nhà hàng này. Rồi bây giờ là quay trở lại. Xe vòng lại đường này là chắc là hướng trở về rồi, chắc là hành trình cũng gần kết thúc. Ở thời gian trôi mau quá, nãy giờ Nick đứng Nick quay liên tục luôn mà đi một vòng thành phố. Bây giờ Nick thấy là tới nhà thành phố phía trước mặt rồi, sau đó là tới đường Đồng Khởi, đường Catina, đường Tự Do đó. Sẽ trở về trước nhà thành phố là kết thúc hành trình rồi, rất là mau luôn. Đi thẳng qua đại lộ Lê Duẩn, cái đầu kia đó là chỗ Dinh Thống Nhất mà hồi dịp Tết Tây Nick có quay review tốt bên trong rồi, có xuống tầng hầm của Dinh Thống Nhất luôn. Các bạn chị mình thích tìm hiểu toàn cảnh của Dinh Thống Nhất thì vào xem lại video clip đó nha. Còn bây giờ là dọc bên hông của nhà thờ Đức Bà, cà phê bệt đây, các bạn trẻ thích ngồi bệt dưới đất để uống nước rất là đông vui vào buổi tối, mặc dù cái quán sang chảnh thì kế bên đây này rất là đông người ngồi bệt dưới đất. Rồi nhìn qua trước nhà thờ Đức Bà, tượng Đức Mẹ Maria cũng rất là đông người ngồi bệt dưới đất nè. Kia là tòa bưu điện thành phố, nhiều người buổi tối ra cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria. Xung quanh cũng đây là nhiều quán cà phê, đây là đường Nguyễn Du nha. Và bây giờ đã vẹo vào đường Đồng Khởi, ngày xưa là Catina, còn có tên gọi nữa là đường Tự Do. Ngân hàng HSBC ở tòa nhà này bên tay phải. Phía trước mặt đó là đường Lý Tự Trọng cắt ngang nha. Ở đây có một cái quán cà phê Catina mới mà thu hút rất là đông bạn trẻ đến đây luôn, ngồi ở ngoài lại được check-in chụp ảnh. Rồi bên kia là Vincom Center, chỗ này Nick quay review thường xuyên, ở dưới là khu ẩm thực rất là lớn với tầng hầm khu mua sắm và chỗ đón xe buýt đi miễn phí nữa của Vingroup nè. Tối lên đèn nè. Rồi bạc sơn bây giờ đã trả rồi, giải thể rồi.
sắp tới có thể công ty khác vào mua. Còn văn phòng của Sài Gòn Tourist, công ty du lịch có nằm ở đây nữa, là ngay góc đây. Rồi kế bên là Uniqlo, thương hiệu của Nhật à, rất là nổi tiếng. Rồi khách sạn Continental, khách sạn từ năm 1880, một trong những khách sạn cổ đầu tiên tại Sài Gòn này. Bây giờ còn nằm ngay trung tâm và rất là đẹp à, di sản 1880. Rồi trở lại nhà hát thành phố và hết tiền rồi, chuẩn bị xuống kết thúc hành trình rồi, rất là nhanh luôn mọi người ơi. Hết tiền rồi rất là đã, thoải mái vô cùng, rất là thích. À, một vòng ngắm cảnh Sài Gòn về đêm bằng xe buýt Mui Trần, xe buýt 2 tầng đó. À, trời đẹp, gió mát, đi khung cảnh ngắm thành phố rất là đẹp, Sài Gòn ngày càng đẹp. Như cô bác anh chị là muốn Nick quay, và bây giờ Nick đã quay chia sẻ rồi. Cô bác anh chị mình thấy thế nào? Nếu có dịp về Sài Gòn chơi thì muốn trải nghiệm rất là dễ thôi, ra thẳng trước xe luôn, mua vé lên xe đi dạo đi chơi ngắm cảnh nha. 45 phút đi vòng trung tâm của Sài Gòn, là bắt đầu từ trung tâm quận nhất, đi qua quận 4 rồi qua quận 2, sau đó là một ít của quận 3, khu Hồ Con Rùa, rồi quay về quận nhất trở lại. Tuyệt vời luôn nha. Trải nghiệm 145.000, chỉ khoảng là chừng 7 đô la Mỹ thôi mọi người. À, đi một cái vé như vậy đi vòng quanh chơi rất là thích luôn. À, video clip chia sẻ cho quý của bác chị và các bạn cùng biết về lịch trình đi cũng như là chỗ mua vé, rồi lộ trình của cái tuyến xe này. Các bác chị mình bây giờ biết được đủ thông tin rồi, có thể đủ tự tin để mua vé trực tiếp tại xe luôn cũng được nha. Có dịp về chơi thì trải nghiệm rất là thú vị. Còn bây giờ thì Nick xin dừng video clip tại đây. Cảm ơn quý của bác chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bác chị mình một đêm thật là mát mẻ, vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và người thân. Chúc mọi người ngủ ngon, tạm biệt, bye bye. Thank you.